À, có cái cổng đẹp không? Cả đông đấy. Con bà Huyên. Con bà Huyên đã nhìn đi rồi. Con không phải nhìn. Con chào bác. Nhà nước. Cô. À gì? À con chào bác. Bá. Biết rồi, giờ đến gần đây thì không chạy đường nào được, con mẹ bố Thắng mẹ Huyên rồi. Nhưng mà đứng ở xa nó lại còn nôi cái mũ lên để. Ôi giời đi. Để nó bịt mặt đưa đây. Thằng này nó về mà cái loan nó bảo ôi này về đây rồi, quay lại mà nhìn cháu. Bảo cháu là bảo ôi thế không biết cháu là bảo không. Ôi giời đây nó về đây này. Ôi giời nó quay lại. Đứng ở xa nhìn mình thấy mà đến gần này thì nó lại lên đìa nó về rồi đấy. Thì nó đi lung tung. Dạ. Nó về nhà bà Thơm. Nó về đây cũng bao nhiêu năm rồi thằng này này? 8, 9 năm rồi ạ. Đi cả dép vào mà. Này đi cả dép này cháu ạ. Biết rồi. Thôi quay lại cháu dép vào. Dép. Không sao. Tết nhất thì ra vào bún này. Dạ. Ở kia có chữ Tâm kìa. Tâm. Dạ chữ Tâm. Từ ngày bá làm bên phụ nữ nó tặng chứ từ nhà mình có mua đâu. À ban chấp hành. Hội liên hiệp phụ nữ đúng không? Đấy từ ngày bá làm. Bá làm nghỉ chục năm nay. Dạ. Bà làm chục năm làm hiệu trưởng phụ nữ xuống xong này thì ban chấp hành của xã nhưng nó tặng ấy nhưng đến lúc về nó không có tặng. Dạ. À về nghỉ chứ có được hưu đâu, trả được chứ gì, trả được đâu. Không lương hưu ạ. Không, vì là bà làm ở thôn xã ở thôn con phải chủ tịch xã mới được hưu, chứ còn ban chấp hành xã trả được gì cả. Ừ. Hiệu trưởng của thôn lại trả được gì. Ông ở đâu? Không biết đi đâu đi xe máy rồi. Được tuổi già thì mất. Cái bức ảnh này nhìn nét nhỉ. Cái này in phải kỹ lắm đó. 50 năm rồi đấy. Dạ. Cái này phải máy in chắc là xịn lắm mới in ra được như này. Mất cái đấy 6 7 triệu ấy. Dạ. Một cái ảnh ấy. Cái ảnh này máy ảnh nó cũng phải cực tốt này. Nó mới in ra đẹp như này thì phải máy. Cả nội cả ngoại đấy. Bên nội bên ngoài. À đấy là 6 đứa con gái của cô, 6 4 đứa con gái 2 con trai và tất cả các cháu nội ngoại đấy. Nhưng chỗ đây kéo mất 5 người nữa. 4 đứa con gái. Ừ, 2 đứa con trai. 2 đứa con trai là con ruột con mình đẻ ra. Ồ 6 đứa. Chả thế. Bác 6 đứa. Sao bác làm kiểu gì mà bác nuôi được 6 đứa vậy? Sao mà cháu mới chắc thế, các anh chị không nhận được, không biết là có mấy đứa thì còn làm hơn gì. Ê 6 đứa con, 4 đứa con gái. Bốn đứa gái đây một đứa đứng thứ ba của hàng này. Ủa chị Loan này phải không? Lớn nhất đấy. Chị Loan này. Hai cái chị đứng ở giữa hai con bé con gái này. Đây là hai đứa con gái bé nữa. Thế và còn một đứa con gái nó mặc áo đen. Cái Phượng thì thằng này không biết. Đấy mặc áo đen đứng với chồng nữa đấy. Còn hai đứa con dâu đứng liền nhau giữa rồi không lẫn được rồi. Đây là hai con trai đấy đúng không? Hai con trai, hai đứa dâu hai bên đấy, là giữa đứng giữa. Hai con dâu hai bên, ok. Ừ, còn đây là hai con gái cô nữa đúng không? Ừ. Này, chị Loan với chị áo đen. Chị Loan với chị áo đen là chị Phượng thứ hai. Dạ, chị Loan chị Phượng. Ừ. Rồi ok. Là thế còn chỗ kia hai vợ chồng với thằng con nhà Hà Loan đấy mới được đẻ được thằng Chất đấy. Chất với con ba nhà nó hai vợ chồng đứa con đấy. Hà là con chị con Loan này, con chị Loan này, Hà này, xong Hải mới nhím này, ba mẹ con nó đứng mù lúc này. À. Đấy, mình đẻ được con kia nữa, mình đây ba đứa gái thì con đây lớn nhất rồi, thấy Hải thứ hai, con nhím bé con đứng giữa này, đứng dưới này. Thế nhà chị Quyên thì cũng được có hai đứa gái, con trai đây đứng ba đứa gái thẳng nhà nó lên đấy, từ con bé dưới nhím này lên, đứa kia là một đứa con nhà Quyên. Thế nhà Huyền thì được một con bé mặc cái áo trắng mà đứng ở đấy chỗ này, chỗ trên cái thằng con trai này cô đây. Ở góc đâu đúng không? Ở trên này, chỗ thằng này, thằng cái chỗ thằng con trai này. Yeah. Thì là đẻ được một đứa trai này và một đứa gái bằng cái Hải, nhưng mà hôm nó không về. Yeah. Hôm nó có mỗi thằng con trai với thằng chồng nó không có nhà, có hai mẹ con nó về thôi. Còn có bé nhỏ nhỏ ở góc trên cùng bên bé trái. Bé nhỏ nhỏ trên cùng hai đứa hai đầu hàng kia thì là con sinh đôi của cái thằng con trai lớn của cô đây này, của bá đây này. Yeah. Thằng này là thằng lớn, thằng kia thằng bé. Được hai đứa đấy, mới lại đẻ thêm một con bé nhím, đây là con bé đứa áo trắng này. Yeah. Đứa áo đỏ mấy cái đứa kia là con của cái thằng thứ hai. Gia đình một viên mãn gái đấy. Nhìn thích đấy. Ừ. Thế còn cái con là Phượng được một cái thằng con trai này đẻ thêm này.
mới được một cái chị đứng đấy, một cái chị đứng, hai cái chị đứng giữa xen khe giữa cô Huyền nè. Mới được cái thằng ấy là ba, còn một đứa gái lớn với chồng hôm nó không về. Thế là thiếu mất hai vợ chồng cái thằng ấy này, mới một đứa gái nhà Huyền này, mới được hai thằng con rể. Đấy, thế là thành em gần đây thiếu gần đây đứa ra thì là đủ toàn bộ nội ngoại của cô đẻ ra đấy. À, của bác đẻ ra. Thế là, thế là viên mãn, gia đình là viên mãn rồi đó. Thế là cốt hạnh rồi. Phúc tất là... Chỉ có mỗi nhà con bé này với nhà hai đứa con gái thì không con trai, một cái thằng kia chồng chết, một thằng này. Nhìn ai cũng đẹp ha. Nhìn ai cũng đẹp, cũng dễ thương. Đấy, được gần đấy người chỗ thiếu mất 5 6 người nữa mới đủ ra không nhớ cháu. Dạ. Thì bảo là đi sang vài đâu cho tí xong rồi về đi đây này, đi giờ đi. Đi giờ đi lên Hà Giang. Con đi đến địa đầu Tổ quốc. Để nhìn để tham quan à. Lâu 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 từ mùng 1 hôm nay mới đến đây. Cô quên trả lấy nước. Đi xe đọc đi xe. Thôi 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 khỏi khỏi bà. Ngồi nói chuyện cho vui đi. Nước nổi. Về đi từ bắt đầu từ mùng 1 hôm nay mới đến đây. Đi xe máy. Đi xe máy. Từ miền Nam đến đây. Ôi ăn trưa nhất cả thế giới đi. Ăn trưa nhất cả thế giới. Còn phải đi xe đạp hoặc đi bộ. Ngày xưa ông lượt ông đi bộ vào trong ấy để chiến đấu ấy. Yeah. Năm bây giờ năm không biết là 72 hay là gọi đi hành quân đấy đúng không? Quân đấy. Mà đi từ trên Mai Sương mà đi bộ vào tận miền Nam đánh nhau ấy. Ừ rồi nhá. Đấy, xưa... thế mà mình đi đi xe máy cũng là vẫn là bình thường. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Hồi xưa là làm gì có đường, phải đi theo rừng. Có mà nghèo hoặc là một lá nghèo. Dạ. Bá lên tận trên Mai Sương là cách đây phải độ 70 cây số. Nhưng mà bác phải đạp xe đạp để đèo cụ lên đi chơi được cái hôm ấy, xong đến mai là bác cứ đi miền Nam ấy. Ôi giời, đèo cứ trên đến đạm ở trên lên cái chỗ nó nhiều dốc, nhiều đèo lắm. Khổ lắm. Đèo lên hết hơi, đầu tiên là còn hăng hái, còn đạp được cái neo lên dốc chốc là thủ cụ tụt xuống không lên được, mệt lắm hết rồi. Khổ lắm, còn bác nó ít tuổi. Năm bây giờ không biết là năm 70, 71 rồi đấy, 71, 72 thế là bác cái bái đi, bác đi miền Nam đấy, xong đến 74 thì về bác cách nhau xa nhau 2 năm đúng không? Xa nhau 2 năm đúng không? Không biết mấy năm, chỉ biết là nhớ cường bác không nhớ chính xác cái năm bây giờ đi là năm bao nhiêu. Nhưng mà đấy, cái lần là đi đạp sẽ đạp đèo cụ lên mệt quá, xong rồi sau chán không lên thì dốc rồi cụ xuống ăn kẹo đi cháu. Làm cái kẹo gió mới làm kẹo cái gì ạ? Cái này là cái anh Quy. Đấy, kiểu béo đây hả? Ừ. Đây là kiểu béo hả? Kiểu đấy nó gọi là kiểu béo thì thầy bá bảo gọi là kiểu béo. Anpelibe. Anpelibe. Ăn được mà. Dạ, kiểu này ngon. Bà ăn mặn. Không. Mặn được mà. Chả ăn. Còn cái kiểu này ăn được. Ồ, bà còn ăn trầu không? Không. Răng trắng này là không ăn trầu này. Không phải bà không ăn. Trước giờ bà không ăn luôn. Trước ăn nhiều chứ ăn mạnh. Ừ. Giờ bà thì không ăn. Giờ thì ăn sợ nó say lắm. Ăn xài xài nữa. Con nghĩ thằng này là thằng Thành. Con là Thành. Còn thằng bé là thằng Thanh. Dạ. Như cứ nhà mà nó hai thằng dài là hay lẫn tên lắm. Rồi. Thằng nhớ thì thằng bé. Dạ. Nhưng bây giờ nghĩ một lúc thì nó cũng ra. Dạ. Bây giờ ba cũng có tuổi rồi nên cũng lần tuần lần tuần này. Bác năm nay bao nhiêu? Bác 69 rồi. 69 tuổi. Bác trai năm nay 70 đấy. Thế là sang năm bác 70 rồi. Bá nhìn trẻ, quá trẻ. Lắm lúc rồi cứ quên bà để sao quên, chả nhớ để đi đằng nào nó xong là lẫn lộn rồi. Chốc lâu lắm bắt đầu ngồi nghĩ ra không biết tình hình như nào. Chúng nó ở tiêm nhiều, tiêm nhiều covid sao? Cứ luẩn quẩn bốn. À cái đấy tiêm ảnh hưởng đấy, có ảnh hưởng đấy. Cứ luẩn quẩn lắm hôm mới để xong rồi quên không đi tìm. Cháu có phải tiêm không? Con bữa con có tiêm một mũi. Có tiêm vào mũi này. Về miền Nam có Tết chưa? Hay là ở trong Sài Gòn? Con về ăn Tết rồi chứ. Đi thăm ở Đắk Lắk hết rồi, thăm họ hàng đấy. Thằng cháu mẹ qua nhà nó về ăn Tết hôm 3. À chắc nó phải về rồi. Có về, có về. Thế không biết đường xe đạp mà đạp về rồi. Máy à, điện thoại. Điện thoại. Đi đâu được đó? Điện thoại chỉ đường. Đi theo Google. Google Map. Google. Google kiếm. Mồm mới nói thế thôi chứ chả biết chữ gì nữa giờ. Yeah. Đưa điện thoại không biết làm lần. Dạ. Giờ người ta chỉ có Google nó chỉ thôi chứ còn mình có biết gì. Dạ. Bây giờ chúng nó chỉ thông minh chứ mình có biết gì. Nhưng mà biết cái đường đi đạp xe máy về cái tình cảm về quê chơi một năm về chạy độ đôi lần.
Để cho nhận quê mình đi đâu đây, mình quên mẹ hết, quên ngoại rồi. Quê bố, quê mẹ ở đây không về. Dạ. Kinh đoạn về con nhé. Về mình nhận quê, nhận quán. Hôm nay kia vợ con này bảo thế quê dạ, anh ở đâu? Chết. Con thì đẻ đi năm 10 đây ba, con đẻ có 6 đứa đấy. Có 6 đứa thôi, ít như vậy bác. Ngày xưa con đẻ 9 người, 10 người luôn. Đúng rồi, hồi xưa nhiều. Mình đẻ 6 người. Hồi xưa kinh tế khó khăn mà vẫn nuôi được nhỉ? Đấy, kinh tế khổ. Cầm khoai, cầm sắn, bốc cầm muội không đủ. Ăn cháo, ăn não rồi, chịu lắm. Chả ra gì, quần áo tinh mà quần mê mặn. Độ mấy năm, không có một cái túi cọc năm nay, vừa mua cọc xong vứt đi lại mua cọc khác. Ngày xưa bác cắt cái bao sắc rắn ấy. Ra xong bác khâu cho mỗi đứa cái mấy năm thủ thì thành thật thật đấy. Cái ba sắc rắn nó bền thế, bảo nó dài lắm, nó dài nó bền. Cọc khâu một cái đấy thôi, chứ làm gì có tiền đâu mà nay cọc mai cọc. Có tiền đâu mà gì? Lúc kia mà khâu cái túi thế là lịch sự lắm. Không nhưng mà bấy là đi học là không phải đóng tiền đóng năm gì. Không phải mất tiền. Không phải mất tiền. Không mất tiền học phí. Bây giờ thì đủ các loại. Khổ, chả có gì. Cái khổ thế bây giờ mới. Ngoài bây giờ cũng nói. Nhưng mà bây giờ bác thấy bác sướng chưa? Bây giờ thì nghe cũng bình thường chứ sướng bây giờ ai là sướng. Dạ, không ý ý con nói là ở trong tâm bác thấy là mọi thứ viên mãn, thứ thoại ok hết rồi đúng không? Nghĩa là cũng bây giờ bác bảo thôi cứ được đến như thế này là không biết là thế là được, cũng hạnh phúc rồi. Hạnh phúc rồi. Con cháu cũng ngoan ngoãn rồi mà nói chung là được các cháu các anh chị nó cũng ngoan. Đứa nào cũng ngoan thế mà chồng vợ cũng đầy đủ cả rồi. Như thế là mình nếu kể nhìn lên thì cũng vẫn không bằng ai, thế nhưng nhìn xuống khối thằng nó còn chạy theo mình chạy dài đúng không đấy. Thế cho nên mình thế cũng là thế. Tư tưởng nó cũng thoải mái rồi, thế là hạnh phúc rồi đấy bạn. Tại vì con người là biết đủ là vui rồi, còn ai mà cũng thấy thiếu thiếu là thấy khổ lắm. Thế bây giờ thì được cái là ông nhà lao động thì không phải cấy cây nào rồi. Thế cứ ở nhà là cứ hai ông bà chỉ có việc nấu ăn từ sáng trưa trưa tối, chỉ có ăn nó chả có làm gì cả. Có quét cái sân cái cổng cái đường thôi, cũng cái nhà. Ông có thích đi tập được thì đi, nhưng chia sẻ này thoải mái được sống, nó không khiến đi tập thể dục, nó bỏ đi ít thôi, không không nên đi nhiều nữa. Chắc đấy. Đấy, nó đau cái chân này, đau đau đùi gối đau chân. Sinh lão bệnh tử mà. Đúng rồi. Lão thì là phải bệnh thôi. Ở trong cái nào con vẫn là máy tính, liên quan máy tính. Máy tính ngồi trên bàn giấy. Làm Sài Gòn. Nghĩa là máy tính mới tốt chứ không phải ra ở trên ngoài. Dạ. Thế nên mỗi tháng đôi chục con lương. Cũng được ạ. Dạ. Đúng rồi. Đủ ăn. Lương tháng của chúng nó phải mỗi tháng đôi ba chục. Nó có đủ ăn này được rồi. Còn mình đi đây đi đó. Dạ không, con không. Tưởng là nước nó còn đậu nữa. Con không. Không có cái phụ ngoại. Tại vì con cũng không muốn ấy thêm, con muốn dành thời gian để làm việc khác. Đúng rồi. Chứ không có muốn tập trung nhiều quá vào việc kiếm tiền. Đúng rồi. Tại vì thấy nó cũng ok. Kiếm nhiều quá để kiếm tích cóp vào đâu. Mua được cái miếng đất, xong có... làm được cái ngôi nhà, ăn ở cho nó yên tâm thế không? Xong rồi là vợ con. Con thì lại không quan trọng nhà mới đất. Con nói thật. Không, chính xác. Tại vì... Nhà đất thì mình đi làm thì được biểu thôi ở nhà. Thì ở trọ thôi, ở trọ. Tại vì khi mình mua nhà mua đất là mình chết cứng ở đó rồi, mình đi đâu rồi nó cũng ở đó rồi. Cuối cùng là mình cũng phải về đó. Nhưng mà của con là kiểu thích nay đây mai đó, đi đâu rồi đi rồi. Đến đâu thì trọ ở đó thôi, mỗi tháng nó cũng không có tốn nhiều lắm. Còn cái đất ở Sài Gòn nó mắc lắm. Đúng rồi. Làm không biết bao giờ mua được nhà, mua được đất. Không, mình mua cái chỗ này chung chung thì là vừa vừa chứ không mua được. Còn mua ngay cái chỗ mà điểm ăn đường chơi thì nào nó chả đắt. Nhưng mà con thực sự con không muốn mình đặt tâm vào quá mình nhập nhà đất. Thực ra thì nó chỉ là để cái chỗ mình đi ra đi vô thôi. Rồi, đi ra nghỉ đi ngơi thôi. Nhưng mà đã mua thì là cứ phải ở đấy chứ chẳng đi đâu được. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Tại nào ví dụ buồn buồn con về Bắc Ninh thì sao đúng không? Thế là cái nhà đó là để không ạ? Đi chơi đi nhà để cứ đâu rồi để lấy phí đúng không? Kiểu giống như mình bị xích cái đó rồi mình chết cứ. Mình đi về Bắc Ninh thì mình về đến độ 5 lần nữa thì là già về. Dạ. 90 năm mới về một lần được 10 năm. 90 năm về là 5 lần nữa 50 mới đi ra cũng mấy mươi rồi thì đến lúc thì già bố đi. Giờ là 34, 35, 33 rồi. Dạ. Yeah. Thằng này là 33. Có tư tưởng bê bác ở cả xem.
có xây dựng gia đình không? Không. Không xây dựng miền Nam này, miền Bắc này, bác kiếm cho một đứa? Không. Rất khoát là không. Cái cửa một mình miễn giải. Kể ra thì cũng rất như này, nói thật lòng cũng có nhiều người đấy, như là các nghệ sĩ nó rất giàu mà nó cũng ở cùng mình, nó không hy vọng. Nhưng mà mỗi người có tư tưởng khác nhau. Bây giờ mình thì nghĩ là nếu chưa lấy vợ thì có thể là cũng thấy thoải mái. Nhưng mà lấy vợ vào thì cũng thấy có cái vui khoái của lấy vợ chứ. Bây giờ lấy vợ có con nó nhiều tiều níu tiếu thì ra bồng vào bế cũng thấy phấn khởi chứ không phải là khó khăn gì. Mà bây giờ điều kiện kinh tế nó không phải là eo hẹp gì, rất là sướng. Người xưa bá thì quá. Còn cứ cơm rau cơm cháo thì bò thì quần áo chả có mặc thấy khổ. Nghĩ khổ lắm, dơ quần lên để nếu cái mụ vá không biết phá cái nào cái nạn tiếp. Nhưng mà vá sẵn có gì để bắt tiếp. Bây giờ nhưng bây giờ thời đại này nó không nghĩ eo hẹp gì. Nên là mụ vá xem cháu nên tính toán lại xem là nếu có thể xây dựng một đứa xong thì không lấy nhiều, lấy một đôi. Lấy một đôi là hai đấy hả? À, một đôi là hai, một đôi là bốn. Là chữ to. Một đôi. Chân thành mà. Dạ. Nếu như không lấy vợ cũng là không phải là không được, nhưng mà nghe chừng là bây giờ tôi mình thời đại này thì cũng nhiều người nó không lấy vợ, nhiều đứa nó không lấy chồng. Sao? Nhưng mà mình nên xây dựng một cái tổ ấm để mà nghĩa nó về sau này thì về già thì mình có đứa con nó bầu bạn nó chút chít. Nhưng bây giờ thì kể cả nó không có con nó mà có tiền nó của đầy đứa nó bầu bạn chút chít, nhưng mà không bầu bạn chút chít không bằng cái máu của mình. Cho nên là thì bác chân thành bác khuyên con là con nên tìm một cái tổ ấm, trước là cho mình, sau nữa là cho bố mẹ mình, gia đình nhà mình. Nên mọi người cũng rất chi là cần thiết là cái vấn đề đấy. Chứ bây giờ gọi là xã hội hóa thì hóa thật đấy, nhưng mà cũng có chỗ hóa, cũng có chỗ nó vẫn bình thường, nó không phải là ấy được theo xã hội thế. Nên bên cạnh đó liên quan là nếu ở trong mà không thích tìm gái quê thì nhà có nhiều gái quê làm ăn giỏi ra căn hộ căn giàu nó. Chúng ta thì chúng mày thì gia đình thế thì tuyệt chủng hết. Không, sau này tuyệt chủng hết. Tuyệt chủng. Gia đình thế là không tương lai, không nghĩ gì được đấy, không trông chờ được chúng mày. Thì chúng mày thì thế thì còn mỗi bản thân chúng mày thì còn trông chờ ai được mai kia. Về già chúng mày chả chăm được chúng mày. Thế rồi bố mẹ thì ai chăm? Có thằng Ken nó chăm rồi. Nhà bá như bây giờ 16 đứa cháu, 16 đứa cháu, 6 đứa con dâu và 6 đứa con dâu với con rể nữa là 12. 12 là 16 đứa cháu rồi, nếu mà được một đứa chắc nữa là 17 rồi. Bây giờ lại thêm hai thằng chàng rể nữa. Thế là thành 18 rồi, 18 đứa cháu rồi. Nay mai thì nhà bá nhiều lắm, nhà bá thì chắc nhiều thì như nhà con không tính, nhưng con cũng bảo bá cũng khuyên con này. Nên đi xây dựng gia đình, tìm hiểu nếu một đứa nào có tâm đầu ý hợp cũng lấy vợ vào, thấy cũng nhiều cái lấy vợ nó cũng hay mà. Nó hay của cái lấy vợ mà con. Chứ không phải là lấy vợ là không hay đâu. Thế này tốt, xây dựng gia đình là lấy tốt. Lấy vợ nhiều cái về sau này sau nhiều này người có khi người ta lại hối hận. Thế tao biết thế này thì nó lấy lâu rồi. Đấy, nó bảo đó rồi. Cái tên mình lấy lâu có phải trướng đâu, không mà bá nói dạ. Rồi đúng đấy, nhiều người đấy, nhiều người bảo là không lấy chồng thế xong đừng lấy ra nó đi lấy chồng đó đã biết không. Nó cũng bảo là mấy đứa làm này, nó bảo là 10 thằng con trai thì chỉ được có 2 thằng tốt thôi, 8 thằng con trai là nó không ra gì, nó đối xử với vợ con không ra gì. Cho nó hãi, nó không đi đâu. Đúng rồi, đúng rồi, nó sợ đó. Nó sợ không đi chồng. Nhìn thấy cảnh nó sợ. Nó lại đi lấy chồng rồi. Lại sắp sửa đẻ một đứa con nữa rồi. Nó gặp đúng người. Đấy. Nó gặp đúng người. Nó đồng tâm ý hợp. Thế là nó gặp đấy rồi. Nói chung nói là người ta cũng nói là cái lúc bây giờ nó chưa đứng đầu con số thì nó còn nói thế. Phải. Thế nên lúc đứng đầu con số thì có ai thì nó đâu dục nhà dục chán này. Thế không dục thì nó còn về dục, nó không thể về. Nó không tin đi làm cả.
thế là thế mà đùng cái tự nhiên thì về lấy chồng, thấy thế mới buồn cười chứ, thế bây giờ sắp sửa với em bé đấy, cho nên là bà cứ khuyên khuyên con là con nên tính toán lại, không 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 dám là ra quyết định chung này. Thế nhưng mà nên xem xét và tính toán lại, lấy vợ cũng có cái hay phải lấy vợ chứ không phải là lấy vợ là khổ đâu. Thì có 10 nhà thì có một nhà 9 nhà khổ thôi, còn một nhà không khổ. Nhà nào khổ? Cả nhà nào khổ? Nhà nào trước? Nhà nào sau? Cả nhà nào khổ? Chồng với vợ nó đàn đúng với nhau, sướng nhiều cái kinh. Nó cũng nhiều cái được mà. Chứ không phải nghĩ như các cháu là lấy vợ vào, nhiều đứa nó bảo lấy vợ là coi như là nó không còn nơi đi lại, hoặc là nó mất hết những quyền tự do của nó. Mất hết tự do. Thôi bá ạ, giờ con tranh thủ con đi Hà Giang đó. Thế con về đi, con đi Hà Giang, con đi đâu đi. Cái này sau này con sẽ gửi lên mạng cho